Những người sống này đang bị giam cầm trên bàn mổ. Các nhà khoa học phía đối diện đang chăm chú nhìn họ. Lúc này trước mặt mỗi con người có một quả trứng đang từ từ mở ra. Hóa ra đám nhà khoa học muốn dùng con người để ấp trứng ngoài hành tinh. Ngay khi sinh vật bên trong sắp sửa lao ra ngoài, người đàn ông đang ngủ yên bỗng thức tỉnh. Nhưng điều này không thể thay đổi số phận của anh. Tại sao các nhà khoa học này lại điên rồ đến vậy? Hóa ra họ muốn thuần hóa người ngoài hành tinh. Điều này chẳng những có tác dụng trong chiến tranh, mà còn giải mã được cấu trúc sinh học đáng kinh ngạc của họ, thậm chí có thể ảnh hưởng đến đường tiến hóa của loài người. Ở phần đầu câu chuyện, một con tàu vũ trụ tên Orego đang liên tục di chuyển trong không gian. Lúc này, một thí nghiệm bí mật đang được tiến hành bên trong. Hiện tại đã là 200 năm kể từ cái chết của Ripley. Các nhà khoa học đã dùng máu còn sót lại trong cabin y tế trực tiếp tái sinh Ripley bằng công nghệ nhân bản. Nhờ vào gen sinh học mạnh mẽ của người ngoài hành tinh, nên Ripley nhân bản đã được dùng để mang thai nữ vương. Mục đích của các nhà khoa học là tái sinh ngụ ta, sau đó biến thành vũ khí sinh học cho đất nước. Cuối cùng sinh vật đáng sợ đã được sinh ra sau 200 năm. Thấy bản thân đã đạt được thứ mình muốn, nhà khoa học liền xin cấp trên cách xử lý thi thể Ripley. Sau khi biết tình trạng của ký chủ không nghiêm trọng, người giám sát quyết định tạm thời giữ Ripley, hy vọng cô ấy có thể sở hữu giá trị nghiên cứu khác.